nói với Dương Trung Tự, anh nghe đem ánh mắt tập trung lên. Khi mà thực là chính phủ rồi thì lập tức phải hành động ngay. Thần lập tức đi lo chuyển đạt thánh dự tới Dương Trung Tự tướng quân. Tóm lại chứ không đúng là nhận ý. Nơi đáng đánh chứ lại không đánh, nơi không đánh chứ lại đáng đánh. Đó chỉ là chiến tranh, chưa còn anh nói gì nữa đây. Chiến sự cứ thường xảy ra ở bên ngoài địa đồ, chuyển cáo Dương Trung Tự. Bá trị Dương Tự chi viện Đông Bắc chỉ là thiếu quyền nghị trọng điểm vẫn là thành Thạch Bảo đó. Tần Nam, hay tự lấy địa thần đi dựng đạo với chúng tôi được không Tần Nam? Con trai của Thái Tử quản quyền như như thế, muốn cứ dựng đi đã để ý tới con gái thứ hai. Lấy tay đánh ta nè. Việc này có tội đáng hay không? Là do Đỗ Lương đề ra. Đại tỷ của thần thiết đã hồ đồ đã đồng ý. Vì cái chuyện này thần thiết đã la hội rồi. Một chuyện lớn tới như vậy, dù thế nào cũng phải được bọn thần ân chuẩn cả. Trận tiếp thái tử giống như lúc trận còn trẻ, còn ăn chơi. Thái tử có giống như là tàn nhạc. Trận không nói phải, chỉ nói là giống. Vậy là sao? Từ chối hắn? Không. Đánh cả phát thai. Trọng rất thích trưởng tôi của Trọng. Nói chung nhận được vậy. Tân là đơn chủ.